cuống đá nhỏ trong đại học Trần Nguyên Đông, và cô thử một đoạn đường đó ra đấy là một cuống, và cuống này được gọi là cuống cấm. Thì vùng tròn này mà nằm trước kinh Nguyên Đông này thì nó luôn là ấm cấm, và ấm cấm thì ta không đọc đến đó đúng không?